Một hôm, cách đây chừng 7, 8 tháng, có người bạn hỏi tôi, tại sao anh không đeo kính? Làm sao tôi phải đeo? Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa? Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu. Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa. Lâu này tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho chán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để chán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học. Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một giày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, người ta phải bảo, bác học đấy. Vậy là tôi đi khám đốc thờ. Khám xong, ông này bảo tôi, anh bị cận thị. Một, 75 đi ước. Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính, nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày xa sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật. Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy được, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ, một ông bạn khác thương hại bảo tôi, tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi anh hãy đến ông ta khám xem ông bác sĩ này xem mắt tôi rồi xem chiếc kính thằng cha lang băm nào cho anh đơn mưa cái kính này thế có phải anh bị cận thị đâu thế tôi bị làm sao ạ à? viễn thị hai đi ốc tôi lại mua kính mới đeo chiếc kính này tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe như khóc ai vậy tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ cặp kính này chỉ có đeo để đi đưa đám là hợp một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi thế này thì cậu đến ngủ mất cậu phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao ở đấy họ khám cẩn thận lại có giáo sư nhãn khoa nữa chứ không như mấy ông bác sĩ tư bệnh viện nhà nước quả là có khác thật máy móc nhiều mà dụng cụ cái gì cũng sáng loáng tôi được một giáo sư khám tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi người thì bảo tôi là cận thị người thì bảo là viễn thị. Giáo sư giận lắm, quân ngu, anh không phải cân thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị. Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác, cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Phải mỗi tội bây giờ cái gì như cũng lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn buồn tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay trực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được định viết, giấy đã chạy xa khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu, người thì chỉ bằng hạt đậu ván, nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được, vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi xốp nóng bốc ngay giữa mũi, nhưng cứ cầm thìa trực múc, thì bát xốp đã ở cách xa hàng hai mét. Tôi không ăn uống cử động gì được nữa, một anh bạn phải dắt tay tôi đến một bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong ông ta bảo tôi, đứa nào cho anh đơn mua cái kính này đây? Đúng là đồ lang vườn rốt nát, anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó bỏ mẹ. Thôi, cứ để thánh Ala à trừng phạt hắn. Tôi nói, tôi lại thay kính mới, bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hóa hai. Nhà tôi đang bảy người, bỗng nhiên thành 14, mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy, chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? vô lý quá, nhìn xuống chân thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay thì thấy có mười ngón. Tôi đến một ông bác sĩ khác, ông này học ở Đức về, ai bảo anh đeo kính này, làm sao ạ, à? sai chứ còn sao nữa, hóa ra một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác, bây giờ tôi không phân biệt được sáng tối nữa, xung quanh tôi tối như hũ nút, đứa rốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hả, mắt anh hoàn toàn bình thường có làm sao đâu nhưng tôi không thấy gì cả tối cứ như bưng ấy thế là anh bị quáng gà thôi chứ chẳng có làm sao hết lại uống thuốc lại tiêm lại kính mới bây giờ các vật ở xa trông lại hóa gần chân đáng lẽ leo lên tàu thủy thì lại bước ngay xuống biển vì tàu chưa cập bến nhưng trông cứ như đã ngay sát bờ không còn viên bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến ông này bảo mắt phải tôi cần mắt trái viễn thì ông khác nói ngược lại ông trước kêu bị loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhân mắt đeo kính của cây ông bảo tôi bị đục nhân mắt thì cái gì cũng xa màu xanh cả có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu nhìn phía trước nhìn sang bên nhìn xa nhìn gần cái gì cũng biến thành hai màu sắc lẫn hết đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang mỗi bậc cách nhau hàng bốn năm chục phân tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy một lần, đang đi trên cầu, thế quái nào tôi bước hụt một cái, ngã lăn quay xuống dưới. Vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét, cái kính bị văng đi làm tôi không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, người ta đỡ tôi dậy, cái kính của tôi đâu rồi? Tôi hỏi, họ tìm thấy kính đưa cho tôi, tôi đeo kính vào thì, thánh la ơi, mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá, vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ vậy hay kính của người khác chăng không đích thị kính của tôi đây mà đúng gọng sừng to màu đen đây tôi sướng không sao tả được bây giờ thì đừng hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nhé tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thủy đậu tít ngoài xa tôi đi về nhà lòng vô cùng sung sướng kính của anh sao thế kia vợ tôi hỏi làm sao tôi bỏ kính ra xem ngón tay thò qua được cả lỗ gọng té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không biết